Nghe hai thằng cầm tay không á. Thế này đừng kiểu lờ nhớ. Thôi em thoát đây mấy anh. Ui. Đây là nào đấy? Trời ơi. Previously. Chết rồi, map này trốn ở đâu đấy ta? Chết rồi. Ví dụ mà mình bắn răn xong mình không chịu bắn, mình có bị report không hả thầy? Chắc là cũng có đấy. Thôi chắc một bán không sao, không sao vì ly trà sữa. Bao nhiêu phiếu report thì mình sẽ bị ban một ngày hả thầy? Thầy không rõ nữa, tại vì cái này thầy không tìm hiểu, tại vì có AFK bao giờ đâu. Có chơi cái này bao giờ đâu. Đấy, thế mới đúng thầy mình chứ. Thế mới xứng đáng làm thầy chứ. Lắm mới lắm. Thầy lại có chỗ trốn rồi. Nó này chết, nhiều chết. Chỗ trốn lắm chết. Em chưa biết là nên đi trốn ở đâu. Chui xuống cầu thang. Nhưng mà em muốn trốn chỗ nào mà nhìn được bắn nhau cơ. Chứ còn một chỗ mà không thấy bắn nhau không vui. Ai thấy có một thằng đang dí theo thằng team mình kìa. Thấy đâu mấy ông team mình thầy đang tờ nú rồi. Ôi đấm nhau luôn kìa. Đấm chết tên mình rồi. À, chết rồi, chết no. Đúng rồi. Đúng rồi, dí đi. Omae wa mou shindeiru. Nani? Bên này hay đâu? Quá, hay quá. Chị đấm chết à? Vâng, em bị đấm chết. Bên này đông lắm, hai ba thằng luôn. Ý trời. Khổ thân. Nghe đấy, nó thấy thầy kìa. Thầy tàn hình rồi, không thấy đâu. Đố thầy trốn được thêm. Ừ, đang chạy xa. Ui, nó thấy. Thấy rồi. Làm gì đó? Chạy ra ngoài bo luôn. Chắc bọn nó đang chửi mình đấy, thầy. Chắc mấy thằng đồng đội đang chửi mình đấy. Là bật la lên nghe thử. Để con thử bật lên. Hợp lý để. Ui, nó này cũng khó trốn, nó lại khó trốn lắm. Đó, thầy có nghe không? Ca lên vào bao nhiêu? Ca lên vào 4. Ui, có. Hình như có chửi tao. Sao không mặt? Thôi thầy, kinh nhô thầy cho. Ngáo ngơ cho mơ à? Ngáo ngơ cho mơ à? trốn. Chết rồi, cái mắt này khó trốn lắm. Thì bây giờ mình không trốn được thì mình chạy thôi thầy. Chết mong keo rồi thầy. Trước mặt thầy có một... À quên. Em đang đấu chăn với thầy mà. Đang cặn chăn với thầy mà. Sao lại tháo vị trí thế? Nó Bờ đi. Ui. Ôi, xong rồi. Thầy chạy đi đâu mà nhanh thế? Thầy bên này mà. Thầy không, nó biết thằng này bị ngáo à? Nó bắn phá. Thầy tàn hình luôn. Thằng này nó bị ngáo à kìa. Thầy tàn hình rồi. Ngáo cực nặng rồi. Ngáo cực nặng. Lần này em phải quyết tâm. Em phải quyết tâm là. Có phép to không? Chuẩn bị dần trà sữa đi còn gì nữa. Mà từ đầu rồi mà. Em không ngờ là em kiểu có thể gọi là vụng về như thế. Một câu chế giết rất là bự. Trốn tránh là nghề rồi, trốn tránh là nghề của thầy rồi. Để bây giờ em cố gắng. Chứ chết rồi, em ngồi sau mẹ rồi. Em không nhắc thầy nữa đâu. Tại lúc mà em quên mất, em báo vị trí cho thầy chạy chứ. Cuộc sống em ổn không? Không, thầy ơi, em đang không ổn tí nào. Úi trời ơi, nhìn thầy rồi. Yeah. Tao đố mày thắng rồi đấy. Nhưng mà thầy đã chạy được rồi. Có cho 10 tim. Nghe hai thằng cầm tay không á. Thế này thằng kêu lờ nhớ. Thôi em thoát đây mấy anh. Ui. Đây là con nào đấy? Trời ơi. Em đừng có rồi. Chịu thầy rồi. Thôi. Em được 1 tiếng rồi. Yes. Cuối cùng mình cũng gỡ được một điểm. Thoát thôi. Thoát rồi, hai bạn trẻ quyết định thoát rồi. Tội thế nhờ, rất xin lỗi hai bạn trẻ nhá. Em hiểu kiểu gì? Chẳng qua là em còn non quá.
hai round trước em toàn chạy chạy cho nên em mới bị bắt thôi. Bây giờ em học tập được cái chiêu ẩn thân của thầy rồi. Thầy tàn hình đây, thầy tàn hình đây. Ui trời ơi, dở quá, chả hiểu sao em lại chạy ra hàng rào em nấp mà, cho sao em ngu thế nhờ. Không sao, không sao. Em chạy ra hàng rào em nấp thầy ạ, à, em ngu mấy cả đái luôn ý. Thầy có đừng giết người không? Thầy thắng rồi đúng được, không? Được, được, thầy thắng rồi, thầy giết người đi. Ôi mấy cả đái luôn ý. Ê, định cho thêm một dao nữa. Ô, thầy được 3 điểm, em được 1 điểm đúng không? Đúng rồi, thầy được 3 điểm, em được 1 điểm. Thôi, chơi thêm một trận nữa đi, cho em gỡ nhá. Ok, chào gỡ nha. Ok, thầy. Lúc đầu em định là chơi 2 trận thôi, vì em nghĩ là trình độ nấp của em nó cũng phải thuộc dạng thượng thừa ấy. Nhưng mà không ngờ là đúng là trò thì không thể nào hơn thầy được.